Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến video tiếp theo. Mình là Như Sunahy. Vô cùng thực tế cho công việc người mẫu, đó là chuẩn bị gì trước buổi casting, và mọi người hãy cùng tìm hiểu với Như nhé. Một điều quan trọng cho buổi casting đó là bộ trang phục phù hợp, giúp cho bạn tôn lên những cái nét đẹp trên hình thể cũng như là giúp bạn trở nên tự tin hơn. Bộ trang phục mà mình ưu tiên chọn cho casting là màu đen và ôm sát body. Đến là make up là điều không thể thiếu cho cái buổi casting, thì thường mình sẽ ưu tiên make up những cái tông thật là nhẹ nhàng, tự nhiên hết mức có thể, để cho khi mà casting á, thì giám khảo hoặc là những cái thương hiệu hoặc là nhà thiết kế họ có thể nhìn rõ được những cái nét tự nhiên chưa qua make up của bạn, thì song song đó có thể giúp họ khai thác thêm những cái tiềm năng, những cái vẻ đẹp nào đó tự nhiên có thể là bạn chưa thấy, nhưng sau đó họ nhìn thì họ sẽ phát triển ra thêm và đẩy mạnh cái nét đẹp đó hơn thông qua những buổi chụp ảnh hoặc là những cái show diễn. Điều chuẩn bị cho ngoại hình cũng như là trang điểm sẽ giúp cho bạn tự tin hơn và thể hiện sự chuyên nghiệp. Thông thường thì mình hay kiểu che khuyết điểm thôi, giống như dưỡng ẩm cho cái da kiểu nó có cảm giác là căng bóng, khỏe, dưỡng ẩm, và sau đó chỉ dùng che khuyết điểm, che đi những cái chỗ nào mà có ví dụ thâm mụn hoặc là có mụn chẳng hạn, nhưng mà rất là nhẹ, mình cũng không có đánh nền luôn, gần như là không đánh. Và ví dụ có quầng thâm mắt thì cũng làm nhẹ nhẹ rồi xong che bớt cho nó đỡ mất sức sống thôi, chứ ngoài ra thì mình cũng ưu tiên là chọn những cái look, những cái make up theo dạng cũng có nhưng mà rất là nhẹ, chỉ là che những cái khuyết điểm ví dụ do quầng thâm, do mụn thâm này kia thôi, chứ ngoài ra là cố gắng để cho da tự nhiên nhất có thể. Ở đâu đó ví dụ có những bạn mà với làn da mụn, tại vì mình thì trước đây da mình cũng mụn khá là nhiều, thì mình cũng tự ti và mình cũng muốn da mình trở nên tốt hơn, thì mình dùng nền mình đánh, thì tùy theo cái trường hợp da của bạn, nhưng mà nếu mà tốt nhất thì mình nghĩ các bạn cũng hãy nên chăm sóc da thật là tốt, da thật là khỏe, để cho khi mà đi casting á, bạn cũng có thể tự tin đến làn da tự nhiên mà không dùng quá nhiều kem nền, thì lúc đó bạn sẽ cảm thấy rất là nhiều tự tin và kiểu không có bị lo âu. Bởi vì lúc trước á, khi mà mình có nhiều mụn á, mình cũng rất là kiểu lo lắm, tại vì đánh nền nó sẽ bị rất là dài, nhìn nó không có tự nhiên, bởi vì có thể lên hình thì chụp hình thì có thể là sau đó mọi người sẽ có chỉnh cho mình thì mình sẽ thấy nó dễ chịu hơn, nhưng đi casting thì sẽ là những cái buổi gặp mặt trực tiếp, nhưng mà thường á, đánh nền mà dày quá thì khi mà đối diện trực tiếp casting á, thì mọi người cũng sẽ rất là dễ thấy. Nên là mọi người hãy cẩn trọng về cái vấn đề đó. Đôi khi mình muốn che khuyết điểm nhưng là làm tương đối thôi, nếu làm quá dày quá thì ở ngoài thực tế cũng sẽ rất là dễ nhìn nhận thấy được. Cái mẹo mà mình thường dùng á, là dùng mascara mình chuốt cho mi cũng như là lông mày để cho nó đứng form, cho nó đẹp, cho nó nhìn tự nhiên hơn. Thì mình thấy cái mẹo này mọi người cũng nên dùng, tại vì mình cũng không có thường kẻ chân mày á, thì mình thấy là cái cách này á, để đi casting thì nó cũng khá là phù hợp, cũng như là giúp cho bạn kiểu như là cũng đẹp tự nhiên được. Tiếp đến thì mình dùng son môi dạng son dưỡng mà có màu á, nhẹ thôi, để cho môi mình nó cũng tươi, có sức sống hơn. Hoặc là bạn cũng có thể đánh những cái màu ví dụ đỏ nhưng mà đánh ở trong lòng môi, cái xong tán nhẹ nhẹ ra thì nó cũng hồng tự nhiên. Còn đối với làm tóc thì mình gợi ý cho các bạn nên để tóc thẳng tự nhiên theo cái hình Và đối với mình thì tóc mình là chất tóc thẳng, vì vậy mình sẽ giữ cho tóc sạch và sau đó chỉ chải thẳng thôi. Nhưng mà mình sẽ dùng xịt dưỡng tóc, mình sẽ làm gọn những cái tóc con của mình. Và nếu mà các bạn thích dùng keo thì vẫn có thể dùng được, nhưng mà mình thì mình không thích, bởi vì khi dùng keo xịt tóc nó sẽ làm tóc cứng và hơi đơ. Thì các bạn cũng có thể lựa chọn theo cái nhu cầu và mong muốn sở thích cá nhân mọi người. Và đó là một ít chia sẻ của mình về kinh nghiệm chuẩn bị cho buổi casting. Và hãy nhớ rằng buổi casting sẽ là cơ hội cho bạn thể hiện tốt khả năng, và đó cũng sẽ là cơ hội để bạn học hỏi và trải nghiệm. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới comment nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.